Hoan hỷ, chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, được tử vi học dự báo, trong tháng năm âm lịch nợ nần mấy cũng trả hết, đuổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Trong phần luận giải tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 5 sẽ giúp cho quý vị chúng ta nắm được tổng quan về vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên và gia đạo. Qua đó quý vị sẽ biết trước được thiên cơ, nắm được vận mệnh, đổi đời giàu sang nhanh chóng. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có mệnh đại khê thủy, tài trí hơn người, là người học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn trọng, luôn giữ mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Tháng này, công việc làm ăn của quý vị gia chủ tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ, một điều nhịn, chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này, bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Dần nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc có nhiều trở ngại khó khăn, gia chủ phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc có được hiệu quả như mong muốn. Sự cạnh tranh trong năm cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không được tốt, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp. Thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán. Do đó, để tránh được những rắc rối này, bạn cần phải làm việc có đầu có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ được suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục công việc tránh dục tốc bất đạt, vội vàng, dẫn đến sai sót, không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Bạn cũng nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích lớn trong tương lai. Tháng này chính là cơ hội tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân với việc học cao lên, nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Năm 2022 Nhâm Dần, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt.
Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình đã gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó tìm được, có được doanh thu như là mình mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Thời điểm này không thích hợp để tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó, trước khi rút tiền vào đầu tư, vào bất kỳ một lĩnh vực nào cũng cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời xu nịnh, dụ dỗ của người khác mà tiền mất tật mang, thậm chí còn ảnh hưởng tới tài chính của gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Giáp Dần sẽ có sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn có thể sẽ mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần phải để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề tiềm ẩn nhỏ khác. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần lên. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi mà bạn cảm thấy không ổn. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, vận đào hoa ảm đạm, nhân duyên không vượng, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của quý vị gia chủ. Tình hình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên khiến không khí gia đình ảm đạm, tạo tác động tiêu cực đến tâm lý người thân trong nhà. Người độc thân hoặc đang sống một mình cũng khó có cơ hội gặp được người phù hợp, hoặc thậm chí đã gặp được nhưng cơ hội thành công lại không lớn. Nữ mệnh nên chú ý cách ăn nói, tránh thái độ cực đoan từ trong suy nghĩ mà gây ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của mình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày: ngày âm lịch ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy; ngày âm lịch ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa; ngày âm lịch ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc.
ngày âm lịch ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người sinh năm 1974 trong tháng năm âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng năm âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh.